Xin chào chính chủ luôn anh nhá. Đấy, chính chủ luôn. Đầu máy 264 82 hơi 70. Đời 96 nhưng 82 con này 82 95 thôi nhá, 82 95. 94 95 là đời tem bướm. Đăng ký muộn. Chưa được cốp nổi đâu nhá. Anh chào anh em trên này tí nào. Anh em chào nhau rồi. Chào anh em. Ok. Anh tên gì nhỉ? Mình tên Hưng. Anh Hưng à? Anh Hưng ở đâu qua đây chỗ em đấy? Em ở dưới chỗ Hà Đông. Anh Hà Đông đúng không? Ok. Để em kiểm tra trước này của anh Hưng nào. Xe anh vừa đến chắc cũng biết các đường lai của em rồi đúng không? Biết rồi, lên đây rồi. Ok, nhìn anh em cũng. Ok, anh Hưng ra con này bao nhiêu nào? 35. Đầu bò hơi ướt. Xăng nó đang thừa. Xăng nó đang thừa, ống thừa xăng. À, nó chảy. Nó rò, kim ba cạnh nó không đóng, nó rò, không phải là ướt đâu. Giờ cái kim xăng nó đóng không hết rồi. Này này là toàn bộ nó. Anh ơi, ba nhà em nghĩ không bán ở đâu ạ. Ba nhà không bán ở đâu. Anh em giá cả nghe vậy căng thẳng phết nhỉ. Xe này nó còn đẹp lắm. Ba nhà bán đâu, anh biết em bán ra con 8296 mà hơi 70 40 triệu chưa? Em mua con này 27 triệu. Đấy, nói qua là anh xem những cái video của em anh biết. Tất nhiên là mình phải tôn trọng thị trường thôi, chứ mà anh mà bán càng không bán nổi. Mình cũng phải, tất nhiên là mình không nhu cầu, mình bán, mình giao lưu. Con này lườn nó cũng được. Đấy. Lườn vẫn nguyên nhé. Chiếp. Gà mẹ gọi gà con. Anh có xác định con này, anh xác định con này dưới 30 không? Dưới 30 thì không ra. Anh xác định dưới 30. Mà dưới 30 bản. Ông này cũng đang quý này, ông VV. Đang chưa biết được vợ. À? Còn đang tiếc. Điện cho vợ làm gì? Ban ông ban cả tháng rồi, bây giờ còn điện cho vợ thì chết. Đấy, biết ngay này, đây, cuối cùng. Cuối cùng là phải giao dịch cho anh em, cuối cùng mọi tôn giáo, mọi là mọi tôn giáo đều phải có giao dịch. Đấy. Mọi tình cảm, mọi là mọi cái ông nào có nói gì, mọi tình cảm, mọi mối quan hệ đều phải liên quan đến giao dịch hết. Nếu không giao dịch bằng không, không giải quyết được cái gì. Đấy. Kể cả là anh em có là lương giáo, công giáo, đạo giáo thì vẫn phải là có giao dịch. Cứ phải giao dịch thành công. Đấy. Này pha này hồi ấy. Anh ơi, anh xác định dưới 30 em làm việc. Dưới 30 thì không được. Dưới 30 thì không được. Xe anh cũng đều. Xe anh cũng rất là đều. Đều còn đẹp. Vẫn như chiếc xe gym. Vẫn về chiếc xe gym. Đợt này nhà mình nhà buôn xe cổ quá rồi này. Nhà mình chơi. Mình chuyên buôn SH với các dòng xe đời mới. Đợt này mình chuyển về mình buôn xe cổ mất. Tại vì khu Hà Nội này là khu chợ xe này rất nhiều các dân chơi. Ok anh Hưng nào. Đấy, anh chốc này không ra được. Hai mấy để bán? Chỗ hả? Hai mấy để bán? Hai mấy thì không ra. Không ra. Thế đại ca con này sao? Chưa gọi điện được không? Đấy, biết ngay. Thế thì giờ con mình cũng biết không? Hay là mình hỏi qua ý kiến vợ? Thì hỏi qua thôi. Hỏi qua là ok mà cũng phải suy nghĩ, tao bảo tướng rồi, tướng rồi thì nó phải tướng rồi qua thì tướng rồi, tướng gì? ông là trưởng giả thôi, ông không phải trưởng đâu. Nhà nó phải có nắp rồi. Trưởng giả. Mình là trưởng nhá, là phải là trụ cột gia đình, mình phải trưởng. Ở đây quả này trưởng giả rồi. Quyết này quyết này. Đàm phán này khản cổ ấy. Không bán không chết tôi. Không bán rồi bắt tay, không bán không chết tôi. Tôi tác phong nhanh nhẹn anh em chín nhẹn. Cả một con xe là cả một chất xám đổ vào ít đâu. Được, dịu dàng. Nói chung là con này giải quyết anh em để cho anh em 28 triệu. Đấy, mua rất là tác phong.
Được không? Anh em ngồi xuống đây, đây nào. Nọ lên đây lần anh giả 30 triệu rồi. À? Có một lần em lên đây là anh giả 30 triệu rồi. À, giờ... lâu lắm rồi, nó đâu, từ, mới đây nó thôi. Từ năm ngoái năm kia. Đâu, em thề với anh mới đây này. Ai ai giả đây không giả nhá. Anh, em bảo em còn xem cái xe Jeep này. À. Em bảo em còn xem xe Jeep của anh. Đâu giả cũng này. Jeep Thái. Chắc lúc rượu 16 bia, triệu. Rượu bia say giả. Lúc rượu bia say ảo giả. Em mới bán được anh con này xong em phải tìm anh ngân chim thế à. Em lấy như nào 10 giờ là quay về đây 10 giờ đêm nay 10 giờ thế anh Thiệp lấy số đây để anh em so từ tương đến tương bắn tiền tài khoản. Ok anh Thiệp lấy số nhá. Ok cái xe gym này là tình hình là phải 10 giờ nay để hỏi vợ tối nay đi ăn cơm xong bàn qua vợ con tí nhá mới giải quyết con này nhá. Đấy đọc 40 triệu giả đủ căng quá trời ơi. Ok, con này sao? Ơ không phải ở đâu? Con này chú anh em thế này nhá. Con này chú anh em để ở máy. Em báo với chị gì em gửi hình ảnh cho chị rồi đấy. Quỳnh đấy. Quỳnh. Bảo là đi qua xem em đang muốn xem con chim Thái của anh nữa cơ. Rồi. Con này thôi bây giờ như này nhá. Cái nhất mua bán cho nhanh đàn ông anh em mình. Rồi. 32 triệu lên đường. Không được. Đấy anh em. 32 không được. Em thật con này nó quá đẹp luôn chứ không phải xấu đâu. Anh phải xác định em bây giờ anh biết là nó một chủ giữ mức độ nào thì anh biết rồi. Xe anh mua một chủ đầu á? Một chủ đây này anh. Đấy em chưa thèm sang tên của em. Sang làm cái gì cái xe này anh sang tên nó biển 5 số xấu. Để biển đi trông đấy. Hôm nọ anh lên là anh chê cái biển xấu là hôm nọ em nó phải làm lót rồi, làm biển lại cho nó đẹp rồi. Nhở. Thôi giải quyết thôi anh em thoải mái nha con này nhá cho nó vui vui vẻ tình thương mến thương. Gửi anh em 29 triệu. 29 triệu. Về anh em bán là tí thôi. Bán được thôi 29 triệu đấy được. Em bán xong em lại xem em lại xem xe của anh. À. Rồi đấy, anh em mình để cho nhanh 31 triệu nhanh. Đi được. Thế đỡ phải nhìn nhèo còn không là dưới em không bán. 29 triệu cao rồi, người đẹp ơi. Anh nói anh trả em 30 triệu đấy, em về em phải 30 triệu lúc ấy đang làm mấy chén rồi, lúc ấy hơi say. Dạ. Hơi say cái gì? Hôm em lên sáng bảo say. Em lên sáng mà kêu say. Ông này ông ấy say liên tục mà. Không quay em đang xấu hổ. Ok anh em này, cho thoải mái nhá, tình thương mến thương giải quyết con này thôi. Vào cái số chắc là tròn là vào khớp. Chốt con này 30 triệu, anh em đó mua cho nhanh. Ôi nó thật ra video này quý lắm. Hàng bao nhiêu nghìn người xem. Anh em nhìn cho nhanh. Ok. Chốt này là 30 triệu nhá, con 82 đời 95. Ok, chắc vào viết giấy bán. Okay. Bán xong mới mua tiếp đúng không? Để ok. Rồi, gọi anh em chào đã. Chào mọi người đây. Cảm ơn mọi người anh em đang xem. Cảm ơn anh em đang xem. Xin limit nhá. Chốt con này 30 triệu nha, có ai quan tâm thì lấy một chiếc 82 này. Xe này là dành cho các đại ca là một thời để nhớ nhé, một thời gian khó. Đấy, những anh em hoài cổ nhá. Xe này nó hơi đắt một tí đấy. Có đại ca là quan tâm thì chiếc xe này thì mình cộng cho đại ca 5 củ nhá. Xe sơn zin máy zin, nó đẳng cấp luôn. Đấy,